nay chúng ta sẽ tiếp tục cái phần học cách của chúng ta. Chúng ta đã học cách 2 rồi, cách 3 rồi đúng không nào? Đấy. Cách 3 nhớ chưa? Nhớ cách 3 chưa? Dạ rồi ạ. Nhớ cách 3 Nhớ. rồi đấy. Cách 2 cũng nhớ rồi đấy. Dạ. Đó. Hôm nay chúng ta sẽ học cách 4. Cách 4 thì nó sẽ có hai bảng biến cách. Hai bảng biến cách thì thực chất nó là một. Chỉ có điều là gì, nó chia ra làm danh từ bất động vật và danh từ chỉ động vật đấy. Đối với danh từ chỉ bất động vật, đây là cái bảng là danh từ chỉ bất động vật, tức là chỉ cái nhà này, quyển sách này, cái bàn, cái ghế này, đúng không nào? Đấy, không phải chỉ người thì giống được, giống chung và số nhiều không thay đổi đấy. Tất cả các danh từ mà chỉ bất động vật, giống được, giống chung, số nhiều không thay đổi. Số nhiều thì nó bất kể nó là giống gì, số nhiều thì có thể là giống được, giống chung hoặc là giống cái, đều không thay đổi hết đấy. Em hiểu chưa? Đấy, đồng ý chưa nào? Nó chỉ có riêng giống cái thôi. Đối với danh từ cách 4 giống cái thì nó lại không phân biệt rằng là đó là động vật hay bất động vật, nó đều biến đổi giống nhau hết. Em hiểu chưa? Đấy. Đó, thế vậy thì chúng ta nhìn thấy là đối với danh từ giống cái, nếu mà danh từ giống cái thì chúng ta có đuôi A, khi sang cách 4 sẽ có đuôi U. Khi mà danh từ giống cái ở cách 1 nó có đuôi I à, thì khi sang cách 4 sẽ có đuôi I U. Đấy. Thế và nếu danh từ mà có đuôi là một dấu mềm thì khi sang cách 4 nó giữ nguyên, nó không thay đổi. Em hiểu chưa? Đấy. Đồng ý chưa nào? Thế vậy thì chúng ta nhớ là gì nào? Danh từ giống cái ở cách 4 có 3 dạng đuôi. Một là đuôi U, hai là đuôi U, và đuôi thứ ba là đuôi dấu mềm và giữ nguyên như ở cách 1 đấy. Thế còn đối với giống được, giống chung và số nhiều thì giữ nguyên không thay đổi. Thế vậy thì đó là danh từ. Nếu mà danh từ nó không thay đổi thì tính từ nó cũng không thay đổi. Được chưa? Vậy thì tính từ cũng giống được, giống chung, số nhiều nó không thay đổi. Nó chỉ có đuôi giống cái là đuôi u u và đuôi u u đấy, thấy chưa? Đuôi u này là gì? Đó là khi mà danh từ có đuôi nhi ỉ, nhi nhỉ, y nhi đấy, thì nó thành đuôi nhi u, nhai ỉ, thành nhu u đấy, thấy chưa? Đó. Ví dụ vi xiên nhỉ, vi xiên nhi là vào mùa xuân. Hoặc là danh từ tính từ si nhỉ, si nhi là danh từ chỉ màu sắc, si nhỉ là màu xanh dương đấy. Si nhai chít xà là con, một con chim màu xanh. Si nhai chít xà, tôi nhìn thấy con chim màu xanh. Ya ví ru si nhu yu chít xù, thấy chưa? Đấy, đặc vật. Đó số. Thì nếu mà tính từ nó không thay đổi, nó chỉ có giống cái thay đổi thôi, thì đại từ sở hữu cũng vậy. Đại từ sở hữu giống được, giống chung và số nhiều không thay đổi, chỉ thay đổi mỗi giống cái phần màu xanh này. Đấy, đó là gì? Cái đuôi ui này đấy, mà yu từ và yu na su và su. Đấy, đấy, đó. Mà yu, ya ví dụ mà yu sistru, ya chỉ ta yu mà yu cái nhì gu đấy, từ và yu na su và su. Đấy như nào? Đấy, đó. Thế vậy thì chỉ cần đơn giản thế thôi là chúng ta đã xem được là gì? Danh từ ở cách 4 chỉ bất động vật. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem chỉ động vật thì sao? Đấy. Chỉ động vật thì chúng ta nhìn thấy rằng cái đuôi giống cái nó vẫn như vậy, giống hệt như là chỉ bất động vật. Cho nên chúng ta ở cái phần chỉ động vật, chúng ta chỉ cần xem là danh từ giống cái, danh từ giống đực thì sẽ có đuôi A và I. Đuôi A và I này giống cái gì đấy? Nó giống như cách 2. Cái Đấy. Danh từ giống đực đuôi A và I. Đấy. Chỉ có điều danh từ cách 2 thì nó sẽ có cả giống chung nữa, cũng là A và I. Nhưng mà ở cách 4 thì tại sao giống chung nó không thay đổi? Bởi vì giống chung nó không chỉ người. Giống chung nó chỉ bất động vật. Mà chỉ bất động vật thì giống chung nó không thay đổi. Đúng không? Đấy. Hiểu chưa? Đó, thế vậy thì hóa ra là gì? Khi mà học danh từ chỉ động vật ở cách 4, chúng ta chỉ cần học giống đực và số nhiều thôi. Nếu mà giống đực thì nó lại giống cách 2 rồi. Tính từ nó giống cách 2. Đại từ sở hữu nó cũng giống cách 2. Hiểu chưa? Thế vậy số nhiều thì sao nào? Số nhiều nó cũng giống cái đuôi số nhiều cách 2. Chỉ duy nhất có một cái đuôi nó không có, đó là cái đuôi ii nó không có. Thấy chưa? Đuôi ốp này, đuôi ép này, đuôi ia này. Thế cách hai nó còn có đuôi ii nhưng đây nó không có. Thế còn cái đuôi số 0 thì vẫn đúng như vậy đấy. Thế vậy hóa ra là gì? Cách 4 chỉ động vật ở đây, cái phần giống đực này và số nhiều giống như ở cách 2. Tính từ thì giống đực và số nhiều cũng giống như ở cách 2. Đại từ sở hữu cũng vậy đấy. Đại từ sở hữu giống đực cũng giống như cách 2, và số nhiều cũng giống như cách 2. Thế còn đại từ sở hữu mà ở giống chung thì sao? Nó không thay đổi, bởi vì sao? Nó không chỉ người, nó chỉ bất động vật. Mà chỉ bất động vật thì nó không thay đổi đấy. Thế còn đại từ sở hữu ở giống cái ở đây thì nó không giống, không giống ở cách 2, bởi vì sao? Nó có cái đuôi đặc trưng là đuôi u, mà u tơ va u na su va su, thấy chưa? Đấy.
Đó. À. Đồng ý chưa nào? Thế vậy thì hóa ra là gì? Hóa ra là chúng ta học kênh 4 rất là dễ. Nếu mà chúng ta đã học kênh 2 tốt rồi thì sang kênh 4 chúng ta nắm được ngay lập tức đấy, đúng không? Đó. À thế thôi, thế là xong rồi đấy. À bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm thử một vài bài tập nhé. Đồng ý chưa? Đấy. À. Nhất chỉ như nào? Đấy. À đó, ở đây chúng ta đang để là kênh 4 chỉ động vật đấy, đó. À tác vụ. À bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một vài cái bài tập nhé. Đấy. Tạ, chúng ta sẽ có bài tập. Câu 43. Liệu gì đó này akranyat? Akranyat cái gì? À, chúng ta có danh từ Priroda. Priroda là gì nào? Thiên nhiên. À, Thiên Priroda là thiên nhiên. Vậy thì akranyat là bảo vệ. Mà bảo vệ cái gì thì nó ở kinh 4. Đấy. À, nó ở kinh 4 thì chúng ta biết rằng Priroda là danh từ giống cái. Vậy sang cách 4 là gì? Là nó có đuôi đi u. Đấy. À, Priroda. Thấy chưa? Đấy. Đó. Andrei Lubitsch ta Raskazi nào? Ý nghĩa ngữ pháp về đây là gì nào? Raskazi nào? về câu chuyện À, về một về câu chuyện. Mà câu chuyện ở đây chúng ta nên nhớ là gì? Luôn luôn có câu hỏi ở cách sau. A cùng A chung. Thấy chưa? Raskazi A cùng A chung. Hoặc là gì có thể Statcha. Statcha là một bài báo về cái gì? Statcha a priori. Đấy. À vậy thì kniga chôm kniga priori. À đó là những cái danh từ mà chúng ta thấy rằng nó thường dùng với giới từ ô. Andrei Lubitsch ta draska zi a chôm a priori. À tak vot khorosho. Letim my pravodim mnogo vremeni. À mnogo sau mnogo thì là cái hai đây rồi, có cái hai đây rồi. Đấy. À vậy thì pravodim mnogo vremeni. À đúng không nào? À thì là gì? Ở đây chúng ta phải xác định là gì? À, chủ ngữ đâu? Mới. Vị ngữ đâu? Mười Pravodim. ba Pravodim cái gì? Bổ ngữ đi rồi mà nó gấp về mình nhỉ? Đấy. À, các đà liệt tâm. Thế vậy thì liệt tầm chúng ta chỉ còn duy nhất một phương án đấy là gì nào? Gdzie. 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 Vậy thì gdzie. À, nạp gdzie ở đây liệt chúng ta có hai sự lựa chọn. Đấy. À, lựa chọn thứ nhất đó là na priori và u priori. Được chưa? Thế vì nguyên tắc ra người ta không nói u priori. Không bao giờ nói u priori. Mà người ta chỉ nói na priori. Em hiểu chưa? Đấy. Thế vậy thì trong cái này chúng ta phải nắm được từ vựng. Từ vựng priori chỉ đi với từ na, chỉ là ở ngoài thiên nhiên. Đấy. À, na priori. Em hiểu chưa? Đó, phương án của chúng ta là gì? Letam my pravodim mnogo vremeni na priori. Đúng chưa nào? À, vâng, thế ơi. À, thế còn Upriroti trả lời trước câu hỏi là sao lại trả lời câu hỏi cử tri là thế, hay là có thiên nhiên hay là ở thiên nhiên, thế ý là Priori, u priori đấy. Đấy. u vâng U priori. Thì chắc là cái từ u priori người ta không sử dụng. À, có một cái dạ bài thơ, có cái bài thơ hoặc là có một cái bài hát u priori Upriroti cái gì nhỉ? Upriroti ở đây thì ta sẽ tìm cho em cái từ đó nhé. À vậy thì cái dạng mà Upriroti nhất nhất là khôi pa vô đi. Đó là tên một cái bài hát thì cái dạng đấy là dùng trong văn thơ, trong thi ca. À thế còn chứ là cho người ta không dùng ở trong cái ngôn ngữ giao tiếp thông thường hàng ngày. Upriroti đấy. À trong trường hợp như này người ta sẽ dịch là gì nào? À thiên nhiên không có thời tiết xấu, ví dụ vậy đấy. À em hiểu chưa? À đó. À, thế à, cái cấu trúc câu Upriroti thì người ta không dùng ở đây với cái ý nghĩa chỉ mà trả lời cho hỏi kia là không có đấy à, đó hiểu chưa à, thực chất là gì nào à, vật Priroti thực chất của nó Upriroti của nó là vật Priroti đấy à, đây là na Priroti thì ý nghĩa của nó là ở ngoài thiên nhiên đấy vật Priroti có nghĩa là ở trong thiên nhiên đấy kiểu thế đấy. Đó à, cho nên là khái niệm là Upriroti thì người ta không dùng để nói trong cái lời nói hàng ngày đấy. Tiếp theo nào. The cansara bote astalus. Nó. Astalus. Đấy. Nó. À đây có hai, có ba phương án. Chieres 20 minut. Nếu mà có giới từ chieres thì thông thường sẽ là tương lai. Được chưa? 20 minut nào ra là cái thời điểm xảy ra một cái việc gì đó trước đây. Em chưa? Thế còn à còn lại bao nhiêu thời gian như cái câu này? Da cansara bote astalus thì phải là the vat sat minu. Đấy.
Không cần cho giới tử. không cần giới từ đấy, cho đến cuối giờ làm việc còn lại 20 phút nữa đấy, thấy chưa? Thì lúc đó người ta sẽ dùng là Dvasa Minuta đấy. Football ne match konchitsa konchitsa đấy. Tức là gì? Konchitsa là trận đấu bóng đá. Football ne match, match là một trận đấu bóng đá sẽ kết thúc chia Dvasa Minuta sau 20 phút nữa. Trận đấu bóng đá sẽ kết thúc sau 20 phút nữa, em nhỉ? Đấy, đó. Thế là gì? Nó chỉ cái hành động sẽ xảy ra ở trong tương lai. Football ne match còn chưa xác, chết rồi đấy. Đó. Phim phim Pradhan Rao sẽ tương tự như vậy. Phim Pradhan Rao sẽ 20 minutes. Cái bộ phim nó kéo dài 20 phút. Đấy. Achiet Veranusta đã mua 20 minutes đã dài. Bố đã trở về nhà 20 phút trước đây. Tức là bố đã ở trong nhà 20 phút rồi. Em hiểu chưa? Đấy. Đúng không nào? Đã cần sara bố tí astalas 20 minut. Football ni match kончится через 20 minut. Film продолжался 20 minut. Chỉ cái quá trình thì nó là 20 minut. Đấy. Отец вернулся домой 20 minut назад. Chỉ cái thời điểm mà xảy ra cái sự việc hiện tượng gì đó thì là naza, đúng không? Mà sẽ xảy ra thì là cheres. Thế còn nếu chỉ cái quá trình xảy ra thì là dvadsat minut. Đấy, đồng ý chưa? Хорошо. Tiếp theo nào, соревнованиях участвовали. Quá Nó. khứ. Câu này chúng ta thiếu cái gì nào? Chủ Nó ngữ. thiếu chủ ngữ. Mà chủ ngữ thì phải sao? Cách một. Ở cách 1. Một. Vậy thì chúng ta chọn được Một. ngay phương án của chúng ta là cách 1. Và Là đấy. từ này. Đấy. Mà là tư Xin. nhân này. Đấy. Uchet là tham gia. Tức là gì? Svosarebnavanie là gì đấy? Sarebnavanie là gì? Là một cuộc thi đấu. Đấy. Một cuộc thi đấu. Tức là gì? Các vận động viên trẻ. Mà là các vận động viên trẻ tham gia vào một cuộc thi đấu. Chúng ta có động từ uchastvovat, nhớ là động từ uchastvovat, phải nhớ nó này. Uchastvovat luôn luôn trả lời cho câu hỏi vợ chuộng tham gia vào việc gì, thì đây là vợ chuộng đấy. Trainer poznakomil journalistov. Poznakomil là động từ làm quen. Làm quen thì phải là với ai? Với ai thì luôn luôn sử dụng là gì? Giới từ sở ở cách nào đấy. Đấy. Là gì? Huấn luyện viên làm quen các phóng viên với lại các vận động viên trẻ tuổi, làm quen với các vận động viên trẻ tuổi đấy. Stacenapisali Stacenapisali nó và Stacenapisali chúng ta vừa nói đấy là gì nào? Raskazui acho Stacenapisali đúng không nào? Bài Vostachina viết về mà là từ Spartmien đó. Đấy. mà Đúng không nào? Đấy. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy Vostachina Pisali ở trong bài báo người ta viết về ai? Mà là từ Spartmien đó. Thế vậy thì Napisali ở đây là gì? Chủ ngữ của nó đâu? Chủ ngữ của nó đâu? Đó là câu bất nhân xưng. Đấy. Câu bất nhân xưng là gì? Chúng ta sẽ dịch là gì nào? Người ta viết về. Đúng không nào? Đấy. Cái câu mà người ta viết về, người ta nói rằng đấy, thì cái câu người ta nói rằng người ta viết về đó là không rõ chủ thể. Đúng không nào? Không không rõ là có ai nói. thể Đấy, không có chủ thì thể. sẽ chia ở số nhiều và Đã luôn luôn chia ở số nhiều đấy. thầy Vậy thì chúng ta thấy nó là gì? Napisali hoặc là gì? Hoặc là gavaria đấy. Đúng không nào? Nó giống như trong tiếng Anh nhé. Chỉ có điều trong tiếng Anh thì nó không có cái câu của nó giờ không giống ở trong tiếng Nga là gì? Trong tiếng Nga nó không cần cái đại từ nhân xưng luôn. Nhưng mà trong tiếng Anh thì nó dùng đại từ nhân xưng. Đúng không nào? Đấy. Có phải không? Trong tiếng Anh là người ta dùng they talk. Người ta nói về ai đó. Đúng không? Đấy. Thì nó có they, they tức là gì? Anh nhỉ. Đấy. Anh nhỉ. Thế vậy thì ở đây chúng ta cũng phải nói, đáng ra phải nói là gì nhỉ? Vostachie Anina Pisali, nếu mà viết theo kiểu tiếng Anh phải là Anina Pisali, đúng không? Thế vậy thì cái Ani này ở đây nó còn là họ viết về. Thế nhưng mà cái câu của trong tiếng Nga rất giống trong tiếng Việt.
trong tiếng Việt là gì nào? Người ta nói về cái khái niệm người ta đó là ai? Người ta đó là một cái người bất kỳ nào đó đấy, nó không rõ ràng, không không nói rõ ra đó là ai cả. Người ta nói rằng, người ta kể rằng, hoặc là người ta đã xây dựng nên một cái ngôi nhà gì đó đấy, à đúng không nào? Thế vậy thì trong trường hợp như thế, trong tiếng Nga người ta dùng nếu như là thì quá khứ thì là động từ có đuôi y đấy, nếu mà như thì hiện tại thì người ta dùng ngôi a nhỉ gavaria đấy. Ví dụ là người ta nói rằng cậu rất thông minh, gavaria stoti ochin umny đấy, gavaria đúng không nào? Thế bây giờ nói ở trên tường người ta vẽ một lá cờ lớn, nastenie narisavali. Thấy chưa? Narisavali là quá khứ và số nhiều. Thế vậy cái lúc đó chúng ta phải dịch là gì? Ở trên tường người ta vẽ nastenie narisavali bằng số flag. Thấy chưa? Đấy, bất tài. Đó thế vậy thì đó là cái khái niệm mà người ta gọi là dùng câu chủ thể bất nhân xưng đấy, tạp vật. Хорошо. Đó. Chúng ta cùng nhau xem tiếp một chút nữa nào. Đấy. Chúng ta có câu 53. Câu 53. Музей откроется. Музей откроется. Đây, người ta cho chúng ta từ gột. Như vậy là người chúng ta phải có kiến thức về sử dụng động từ danh từ gột. Chúng ta biết rằng trong tiếng Nga tháng và năm dùng với giới từ vờ cách sau. Nhớ nhé. Đó, nói về cách nói thời gian đấy. Cách nói thời gian là gì? Nếu mà nói ngày trong tháng thì dùng ở cách 2. Nếu mà nói thứ trong tuần thì dùng là giới từ vờ ở cách 4. Nếu mà nói tuần thì dùng giới từ na ở cách 6. Nếu mà dùng tháng và năm thì dùng giới từ vờ ở cách 6. Thấy chưa? Đấy. Nhớ chưa? Nhớ chưa nào? Nói thế có nhớ được không? No. Ngày thì dùng cách hai Ngày thì dùng cách 2. đúng Đấy. không? Thứ trong tuần thì dùng cách 4. Với giới từ vờ. Đấy. Tuần thì dùng giới từ n à giới từ na ở cách 6. Đúng không nào? Na e tư như dễ lấy trong tuần này, na pro sư như dễ lấy trong tuần sau. Đấy, đấy. Và tháng và năm thì dùng giới từ vờ ở cách 6. Thế vậy thì là mu gì ạt cô rơi sản vờ sư lý xem gà đô đấy, sư lý xem gà đô tức là gì? Giới từ vờ ở cách 6. Thấy chưa? Đấy. Và lưu ý giới danh từ gốt là thành u. Đấy. Thành u là gì? Vờ. Vờ gà đô. Vờ gà đủ. Nhưng mà nếu mà giới từ ô thì lại vẫn là agaje. Agoje. Đấy. Agoje. Đúng không? Tôi thường xuyên nghĩ về năm mới. Yachasta dumayu ano vấm gaje. Goje. Ano vấm goje. Nếu giới từ ô ở cách 6 thì là đằng sau danh từ vẫn là ye. Nhưng mà nếu giới từ vờ na thì đằng sau có thể là u. Đấy. Vờ lê su. Đúng chưa? Vờ lê su. Là ở trong rừng. Nhưng mà nói tôi thường xuyên nghĩ về một khu rừng mùa thu. Yachasu dumayu a gì nào? A xiên nhiêm lê xê. A xiên nhiêm lê xê. Thì đó là không phải lê xù nữa mà là lê xê. Đó. Nếu mà giới từ ô thì là đuôi của danh từ vẫn là ye. Nhưng mà nếu giới từ vờ na trả lời cho hỏi chữ ye thì đuôi có thể là u. Đấy. Những cái danh từ mà có đuôi u đó. Đúng không? Gadu, skafu, na uglu, na snegu, na birigu, varpartu. Trọng âm đều rơi ra vào đằng sau âm u hết. Đấy. Đó. Những cái danh từ đó. Những cái danh từ mà có đuôi u thì trọng âm rơi ra đằng sau. Vsadu, vlisu, namastu, na snegu, na birigu, varpartu. Đấy. Đấy. Skafu. Đó. Na skafu, vskafu. Đấy. Đó. Thế như vậy là đó là liên quan đến danh từ mà có từ gột của chúng ta. Gột đó là giới từ vờ cách 6 nhé. Đó. Thế vậy thì nhà bảo tàng sẽ khai trương vào năm sau. Tiếp theo. Первый. Thế vậy chúng ta nhìn thấy đây có dấu gạch ngang. Dấu gạch ngang có nghĩa là gì? Dấu gạch ngang có nghĩa là thành phần ở đằng sau này là vị ngữ. Thế vậy thì chúng ta thiếu chủ ngữ. Mà chủ ngữ thì phải là ở cách một. Đấy. Đó chúng ta sẽ lấy gì nào? Март. Первый месяц весны. Tháng 3 là tháng đầu tiên của mùa xuân. Đấy, cách một. Đấy. Đúng không? Đấy. Сестра приедет ко мне
No. Lý Ừ. thuyết vừa đọc nè. Đã nói là gì? Năm và tháng dùng giới từ vở ở cách sau. Anna priyết cam nhé. Vâng. Mà là trẻ. Vâng mà là trẻ. Như nào? Đấy. À đây là tháng. Tháng thì ở cách sau. Dùng giới từ vở. Năm là cách sau dùng giới từ vở. À đó đi. Cái nghĩa là gì nào? Thầy nói với em như thế là cái gì đấy? Đó là gì? Kể chuyện về ngữ pháp cho em nghe bằng văn xuôi. Như vậy? Đấy. Và kể bằng văn xuôi như thế là rất là nhớ, nhớ cực kỳ là lâu luôn đấy. À, muốn nhớ được như thế thì là gì, xem lại video một lần hai lần, cứ nghe thầy cứ nói liên tục như thế, những cái đấy nó sẽ ngấm vào trong đầu, và đến khi mà chúng ta làm chúng ta nói thì tự dưng chúng ta sẽ nhớ ra, à như vậy cái này là tháng này dùng giấy từ vờ cách 6, năm này dùng giấy từ vờ cách 6, à tuần này dùng giấy từ na cách 6 đấy, à đó, à thế vân vân đấy. Conferencia budget can xe, à đấy là gì? Căn xe đó là gì? Cuối tháng À, là một danh từ. Mát thì là một danh từ nữa. Hai danh từ đứng liền nhau thì danh từ thứ hai đứng ở cách bạn. À cách hai. Vốt cái mát mà tặng. Căn mặt xe mà tặng. Như nào? Đấy. Đấy. À đúng không nào? Đó. À căn phía đến xe bu dứt vớt. Căn xe mà tặng. À thì bên đây là gì nào? À trong tháng 3 có 31 ngày. Thì quá đơn giản rồi. Vớt. Mà chết. Trisa dinh dinh đấy, à đó, vừa mở chiếc Trisa dinh dinh, à ta quá, umai thế graji chile mnoga, à cái này thì dễ rồi, sau mnoga thì dùng cái gì ở cách mấy, cách hai cách hai thì có đuôi gì, yeah, ốp yếp yeah, dây đấy, ốp yếp yeah, yeah. Và đuôi y hoặc đuôi hoặc là đuôi số không, vậy thì đây chúng ta nhìn thấy đuôi yeah, đấy. À, đuôi A không phải, đuôi A không phải, như vậy thì thế là đuôi này đó, nếu mà cái người mà thậm chí còn không biết cái gì luôn. À, cái danh từ này là cái gì luôn thì chúng ta sẽ nhớ lý thuyết như vậy và chúng ta sẽ làm được ngay đấy. Zatra kam nhiệt pridut, nó thiếu cái gì ở đây? Pridut thiếu chủ ngữ. chủ ngữ, vậy thì chủ ngữ là cái gì, là cách một đấy. À, Zatra kam nhiệt pridut druzya, ta quật tri, à sau tri thì là gì, sau tri thì cách hai số ít, vậy cách hai số ít danh từ giống đực có đuôi à tri, nó tri druga, Druga. à, đấy ba người bạn resile paye khát vun nokura đấy. Skonka, sau skonka thì dùng gì, Cách hai cách hai số số nhiều nhiều đấy, à skonka druge lora priklasila na kanser ở tạc vậy. À đó thì vậy thì qua đây chúng ta nhìn thấy rằng là đó là cái cách mà chúng ta có thể làm bài rất là nhanh, đúng không nào? Đấy, làm bài rất là nhanh, và à khi mà làm bài nhanh như thế nó thể hiện rằng là gì, mình nắm kiến thức tốt, nắm kiến thức tốt như thế thì chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ viết tốt nói tốt thế thôi đấy. Хорошо. Bây giờ mời em chúng ta xem tiếp à, một cái câu chuyện à, vui của chúng ta đấy, đó источник молодости. Знаешь этот рассказ? Не знаешь, да? А đây là gì nào? Nguồn nước tuổi trẻ. Источник молодости. Em đọc nào. Vật nôm маленьком. Vatnam Malenkam, Vietnam. Dama kia jeli Старик со старухой. старухой. Они Оба. было Они оба. были Оба là gì очень đấy? стар Оба. Оба là cả hai người đấy. À, dây, они cái à, số từ оба, оба là hai người, nhưng mà hai người đó là một người đàn ông và một người đàn bà, hoặc là đó là hai người đàn ông thì dùng оба. Thế còn nếu mà hai người phụ nữ thì dùng обе, обе, оба, обе đấy. Ý nói là cả hai người. À, они оба, cả hai người, cả hai bọn họ đấy, cả hai người. Были очень старые, cả hai người Stari rất là già rồi. Старику было, Stari Kupula Ibn Atalia, à Yovis Старухи, Nostalit Starukia Посемьдесят. Однажды рано Утром. утром старик пошел Старик за пошел. дровами А, в город. пошел за дровами, да? Дрова là gì? Дрова là củi. Ông ta đi lấy củi ở trong rừng. Sau núi On pa xuống ra dra vàm. Đấy.
Pasunzachem zadravami vokore. Cái câu chúc câu này chúng ta thường Vâng. hay nói là Pai chi za khlep bấm đi mua bánh mì. Pai chi za khlep bấm. Ya pai duf magazin za producta mi. Đấy. Zachem za producta mi. Thấy chưa? Đấy. À, ya pai du v bank zachem za din gami. Đấy. Đó. Đã đi đến nhà băng để lấy tiền. À, thì lúc đó dùng giấy từ ra cách năm. Đúng không? Đấy. À, starik pasul за дровами в горы. Гора, một ngọn núi. В горы là nhiều ngọn núi. Đấy. À, пойти в горы. Người ta nói như vậy. Пойти в горы là đi lên núi để lấy củi. Он поднимался в гору. Он поднимался в гору медленно. Медленно. Часто садился отдыхать. Наконец, он пришел в лес в лес. И начал рубить. Рубить. Rubit drava. À, chúng ta gặp động từ rubit. Rubit tức là bắt đầu chặt. Chặt bằng rìu. Đấy. Rubit drava. Хорошо. Старик. Старик работал долго и очень устал. А он с трудом поднял дрова. И я начал спускаться с горы. Спускаться с горы. Было жарко. Трава была тяжелая, тяжелая. Старику было трудно. Старику было трудно идти. А вдруг недалеко от дороги. Дороги, а он услышал шум воды. Шум воды. Шум, có nghĩa là tiếng ồn ào. Đấy. À, tiếng nước chảy. Он услышал шум воды. Вода. Старик. 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 Подошел, я увидел небольшой источник. Источник là một cái nguồn nước. Источник là một cái nguồн nước. Đấy. Источник. Да. Вода в источнике. В источнике была чистой. Прозрачной. Прозрачный là trong veo. Đấy. Чистый là gì? Nước ở trong nguồn rất sạch. Прозрачный là trong trẻo, trong veo. И блестело là tức là lóng lánh, на солнце. Блестело на солнце. Блестело на солнце. На солнце. Óng ánh hướng lên ánh mặt trời. Đấy. Старик решил. Старик решил выпить этой воды. Он положил дрова на землю. Дрова за землю. Стал пить вкусную холодную воду. Да. Холодную воду. А воду. Воду. А потом воду. Воду. Cách 4. Вода. Воду. Пить воду. Cách 4. À, danh từ вода có đuôi A. Sang cách 4 chuyển thành đuôi U. Nhưng mà trọng âm của nó lại nhảy lên trên. Cách 4. À, rất nhiều danh từ khi ở cách 4 thì trọng âm nhảy lên đầu. Семья, gia đình. Я люблю свою семью. Trọng âm lại nhảy lên đầu. Семью. Đấy. À, đó. Вода. Воду. Thấy chưa? Đấy. Так вот. Потом старик. Потом старик лег. Лег. Около. Источника. Около. Источника на мягкую, мягкую зеленую траву. Траву. И заснул. Заснул. Động từ заснул có nghĩa là ngủ thiếp đi. À, động từ лег đó là à, thì quá khứ của động từ лечь. Он лег. Chúng ta đã nói một vài lần rồi đấy. Он лег. Она легла. Он лег. Потом старик лег около источника на мягкую зеленую траву, и он заснул. Хорошо? Все понятно? Да. Но, значит, в одном маленьком бедном домике жили старик со старухой, и они очень-очень старые. А, старику было 90 лет, а старухе уже 80. Старухе моложе на 10 лет. Однажды утром старик пошел за дровами в горы. Он поднимался высоко в гору, медленно и садился отдыхать часто.
Наконец он пришел в лес и начал рубить дрова. Собрал дрова, он решил идти домой. Sau khi mà chặt xong được một đống củi thì là ông ta quyết định là sẽ vác củi về nhà. Đấy. Он с трудом поднял дрова и начал спускаться с горы. Гора, горы. С горы, да? С горы. Было жарко, а дрова были тяжелые. Ему трудно было идти. Но вдруг по дороге он услышал шум воды. Он нашел источник воды. А вода в источнике была чистой, прозрачной. Вот. И блестела на солнце. Он решил выпить эту воду и отдохнуть. Он положил дрова на землю, стал пить вкусную холодную воду. Потом он лег около источника и заснул. Да? И заснул. Вот так. Да, и заснул. Хорошо. А, так, дальше почитаем. Чиндадапетна, старик спал долго. Старик спал долго, когда он проснулся. Он увидел, что день уже кончается. Наступает вечер. Вечера. Уже темно, да? Он быстро встал. Взял дрова и пошел вниз. Старик спешил. Спешил. Он быстро. Но не уставал. Ему было легко идти с дровами. Странно, подумал старик. Дрова были такие тяжелые. И теперь стали легкие. Да? А почему? Старуха. Дама, старуха. Дома, старуха долго ждала своего мужа. Было уже поздно. Было уже поздно. Уже поздно, да. Уже поздно. И она же решила идти искать старика. Угу. Недалеко от своего дома она встретила юношу с дровами. А старуха спросила его: ты не видел в лесу моего старика с дровами. А он пошел за дровами рано утром, и до сих пор его нет. А ты что не видишь меня, старуха? Bà già nói gì nào? Bà cụ nói gì nào? Cậu bà cụ là gì? Không đợi được chồng nên là quyết định đi tìm ông ta. Thế thì gần nhà gì? Недалеко от своего дома он, она увидела юношу. Юноша là ai? Một người thanh. Là một cậu thanh niên. Đấy. Đang vác củi. Đấy. Và bà cụ hỏi. Cháu có nhìn thấy ông già của nhà bà đi lấy củi không? Ông đi từ sáng giờ mà cho đến bây giờ vẫn không có. Thế ông cụ bảo sao nào? Ông cụ bảo sao? Ты что, не видишь меня, старуха? Bà già bà không nhìn thấy tôi đây à? Đấy. Thế thì nhiều này yếu sẽ là bà không nhận ra tôi. Это же я, твой старик. Đấy là tôi đây. Tôi là ông già của bà đấy. Đấy, đấy. Được không? Có phải thế không nào? Đấy. Ну вот, а что она говорит? Не смейся надо мной, молодой человек. Đấy. Не смейся надо мной, молодой человек. Смеяться надо мной là cái gì? Не смейся надо мной là gì? Đừng có cười cả tôi như vậy. Đấy. Hỡi người trẻ тuổi. Đúng không? Сказал ему старуха. Как тебе не стыдно? Мне стыдно. Có nghĩa là как тебе не стыдно là gì? Xấu hổ về tôi. Cậu không biết xấu hổ hay sao? Đấy. Это сейчас ты молодой. Это сейчас ты молодой. Bây giờ cậu vẫn đang trẻ đấy thôi. Через 70 лет. Ты тоже будешь старым, как мой муж. Cậu cũng sẽ gì? Cũng già như là ông già nhà tôi thôi. Đấy. Так вот, хорошо, почитаем дальше. Тогда старик понял,
что Из-за выпил источника молодости, источника молодости, которым который много лет лет назад назад рассказывал его отец. отец, да, Он рассказал об этом об этом чудесном чудесном источнике источнике в своей Барухе. старухе. Она Она обрадовалась обрадовалась и и решила решила тоже тоже выпить эту этой воды, воду, да, чтобы стать чтобы стать молодой. молодой, А да. Муж, сказал ей, но муж рассказал рассказал ей, ей, а где где находится находится этот источник, источник, и да. посоветовал ей Ей пойти тут пойти туда утром. утром, да. Но Но женщина женщина не хотела не ждать до хотела утра, ждать до утра да, и и сразу сразу пошла пошла искать искать источник, 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 да. источник, А муж а муж остался остался дома, дома. да, Муж долго ждал свою жену. ждал свою жену. Наступила ночь, Ночь, старухи не было, старухи не и было, и старик решил пойти за пойти ней в в лес. лес. Ага. Он А пришел он пришел к к источнику, источнику, да, но но там там не было старухи. Он долго искал ее на берегу, на берегу и вдруг услышал услышал детский детский плач. плач недалеко от источника. Под Под деревом деревом лежал маленький ребенок, ребенок, плача старуха, старухи. да, Женщина она хотела стать стать моложе, чем муж, моложе, чем муж, и выпила слишком слишком много много воды. воды. Но и теперь что? Теперь ему надо кормить и воспитывать маленького ребенка, да? 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 Хорошо. Тебе понравился рассказ? Да? Интересно. Ну. И может потом рассказать, о чем этот рассказ? О чем? Нет. Ну, о чем этот рассказ? Сначала мы отвечаем на вопросы. У нас есть вопросы. Где жили старик со старухой? Они жили? Они жили Ну, они жили где? В каком? я забыла. А ты уже забыла? Они жили в маленьком бедном домике. Да? Они жили в маленьком бедном домике, в одном маленьком бедном домике жили старик со старухой. Что делал старик в горах? Ну, что он там делал в горах? Ну, в горах. Ну, что он делал? Он там làm gì trong rừng? Он рубил дрова. Ơi đốn củi, em quên từ đốn củi. À, rubil, đấy, rubil là gì? Rubio. Rubil, rubil drava, tức là ông chặt củi trong rừng, đấy. On, hoặc là có thể nói là gì? On sabiral drava. Sabiral tức là gì? Nhặt củi. À, đấy, thu thập củi, nhặt củi. On sabiral Rubio. drava. On rubil Được. drava. Đấy. Почему ему было трудно идти вниз? Почему? No. Вниз не надо. Hả? Вниз Вниз. не надо. Вниз có nghĩa là đi xuống dưới. Vниз là đi xuống, на вверх là đi lên. Đấy. Почему ему было трудно идти вниз? Tại sao ông ta lại vất vả khi đi xuống? Ему трудно. Потому что он выбрал много
Drop. Đa và drop. Monogadrop. Đấy. monogatari stari. À, потому что он уже старый человек. Đấy. И дрова тяжелые. Дрова тяжелые. Đấy. À, đúng rồi. Đấy. Тяжелые дрова. И ему было трудно идти вниз. Что делал старик около источника? Он увидел источник. Он увидел Но что он видел? Что он делал около источника? он лег около источника и một thiết điện À, и заснул. Но сначала что он делал? Đầu tiên là ông ta làm gì? Он пил воду. Đấy. Он пил воду. Đấy. Он пил воду из этого источника. Đấy. Сначала он услышал шум воды, он нашел источник, и вода в источнике чистая, прозрачная и холодная, а ему было очень, очень тяжело, да? Он очень устал, поэтому он решил отдохнуть, да? Он выпил воду из этого источника, потом лег возле, около источника, да, и скоро заснул. И заснул, да? Сколько времени он спал? Он спал Он спал почти целый день, да? Да? целый Он спал целый день. Tức là gì? Он ngủ suốt cả một ngày. Đúng không nào? Đấy. À, почему старуха целый пошла искать старика? Ну, почему? Почему? А, почему же старуха пошла искать старика? Потому что ночь, но он не Уже дома. вечера, еще не ночь, да? А потому что уже вечера, уже поздно, а старика нет, да? Нет. А мужа нет, и она как жена, она за него переживает, и она решила идти искать его. Хорошо. Почему старик не узнал старуху? А почему старик узнал старуху, а она его не узнала? Ну? Потому что сейчас старик молодый, Помолодел. помолодый, Помолодел. Tức là trẻ lại. помолодый. Помолодел. Động từ помолодел. Đấy. Он помолодел. Đấy. Он помолодел. А она остается старой. Đấy. Вот. И поскольку старуха осталась как, ну, как прежняя, да? Как прежняя. Ты разве? Не всех, да? Старуха осталась старой. А он, хотя он помолодел. Поэтому он ее узнал сразу. А она его не узнала. Она его не узнала. Пути она должна помнить, как он выглядел в молодости. Nói về nguyên tắc ra thì bà ấy phải nhớ là ông ấy khi tuổi trẻ là ông ấy trông như thế nào chứ. Đấy. Хорошо. Что понял старик после слов старухи? Что он понял? Он понял, Он понял? сейчас Он понял, что он пил он пил воду из источника, из источника и о котором его отец рассказывал, да? Mà bố của ông ta trước đây đã kể về về cái cái dòng nguồn thác nước đó, đấy, về nước. cái nguồn nước đó, đấy. À, его отец раньше много лет назад ему рассказывал об этом источнике, да? Вот так вот. А, хорошо, хорошо. А зачем старуха решила пойти к источнику? Зачем? Зачем она туда пошла? Ну, старик-то пришел. Зачем куда-то еще идти? Ну.
Staruk Starucha là Zakhachiel á. Sakachila Đúng rồi. Mơ Mà ta mơ la dệt. Đấy. là tiệt. Mô lô dệt. Mô lô dệt tức là trẻ già. À bà già cũng muốn trẻ già. Đấy. Staruka tốt rồi khai chế lấy. Mà la dệt. Поэтому она решила пойти к источнику сразу ночью, не ждать до завтра. А вдруг завтра источника не будет? Вот поэтому она решила идти сразу, немедленно. Она очень хотела стать молодой. Да? Как же? Так же, как старик. А почему она не вернулась домой? Почему? Потому что когда она пить, Она пила пила воды, воды, слишком и много воды. много воды, Она и пила слишком много, не уква, слишком слишком много воды, да? много воды, Воды. и И она хотела стать моложе. она И хотела стать моложе, да? моложе. Да, и она выпила, она выпила, Выпила да? Мы слишком много. напишем, что она выпила, вот она Выпила. выпила Выпила слишком слишком много много воды. воды, да? И превратилась в обитание, да? И превратилась в маленького Маленького ребенка. Ребенка. ребенок. Ребенка. Ребенка. Cách 4 của chúng ta. Đấy. Ребенок khi sang cách 4 là ребенка. Маленький thì thành маленького. Tính từ cách 4 của tôi ovo. Biến thành ai thì phải dùng giấy từ vờ cách 4. Она и она превратилась в маленького ребенка. Đấy. Вот поэтому она не могла идти домой. Đấy. Хорошо, что звери ее не украли. May rằng là con thú không không ăn cắp nó, không ăn cắp cái bà đấy đem đi mất đấy. Не унесли ее, đấy. Хорошо. Так, интересно, о чем этот рассказ? О чем этот рассказ? Câu chuyện này nói về cái gì? Это рассказ, đấy, рассказ о мечте. Về cái ước mơ. Đấy. А мечте старых людей. Đó là ước mơ của những người về của những người trẻ tuổi. Đấy. À của những người già. Они хотят превратиться. Хотят превратиться в молодых людей. Họ cũng muốn trở thành những người trẻ tuổi. Đấy. À, потому что старые люди. Они в своем возрасте. Những cái người già. Ở cái tuổi của mình. Они поняли, что они много чего еще не успели сделать. Họ hiểu rằng là họ còn chưa làm được nhiều thứ. Поэтому они хотят стать молодыми, чтобы доделывать свои дела. À, họ muốn trở thành những người trẻ tuổi để có thể làm nốt những cái công việc của mình. Đấy. À, вот. И о чем этот рассказ? À, thế vậy thì câu chuyện nó kể về cái gì nào? À, о том, что когда мы были молодыми, мы должны успевать делать больше хороших дел. Это là gì? À, khi mà chúng ta còn trẻ tuổi, chúng ta phải cố gắng làm được thật Nhưng nhiều điều tốt đẹp đấy. Đấy. À, потому что никакого источника молодости нет. Bởi vì sao? Chả có một cái nguồn nước tuổi trẻ nào cả. Thế thì chúng ta đã già đi rồi thì chúng ta sẽ già đi và chúng ta sẽ không làm được thêm được một cái việc gì nữa. Đấy. Mất tác một. Так что пока молодые, надо учиться, надо работать, надо делать много хороших дел. Вот так вот, да? Ну да, хорошо. Ну вот это наш рассказ, конечно, это немножко философский, да, но интересный. Хорошо, на этом мы закончим наш урок. Спасибо тебе, до свидания. Пока, спасибо, до спокойной свидания. ночи, да, пока. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày
với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.